Hello, xin mến chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay xin giới thiệu với tất cả các bác một bộ cấu hình rất là cao cấp anh em nhé. Bộ cấu hình này thì như anh em cũng đã biết rồi, em có sử dụng đồng bộ dàn máy là của Lux Acoustic. Và anh em cũng có thể là tham khảo được, đây là những cái sản phẩm mà rất là chất lượng. Đầu tiên là bộ mic Lux Acoustic U709 anh em nhé. Bộ mic này thì phải nói là chống hú, giảm hú rất tốt anh em nhé. Giảm hú rất tốt và có tự ngắt. Đó, bộ mic rất là cao cấp và thiết kế rất là đẹp. Bộ mic này hiện tại đang bán là 3.3 triệu anh em nhé. Tiếp theo là con vang Lux D5. Con này thì do Chipass sản xuất anh em nhé. Đó, anh em có thể thấy đây, do Chipass sản xuất. Và nếu mà anh em lấy bảo hành 3 năm thì giá là 4.1 triệu. Còn bảo hành 1 năm là 3.7 triệu anh em nhé. Con này em sẽ cài sẵn cho anh em là 4 chế độ. Còn tiếp theo là em có thể sử dụng ở đây là cục đẩy Lux Acoustic 1102D. Cục này với 2 kênh, mỗi kênh công suất là 1000W trên một kênh anh em nhé. 1000W trên một kênh và con này tích hợp luôn cả quản lý nguồn 4 cổng. Thì ngoài ra anh em có thể cắm được tất cả bộ dàn này là con vang và con mic này lên cục đẩy anh em nhé. Đó. Với cấu hình này thì chúng ta có thể ghép được rất nhiều loa. Anh em có thể ghép 2 cặp loa anh em nhé, 2 cặp loa bass 30 thoải mái dư công suất. Giờ đây em đang ghép với loa bass 30, bass neo check neo là đôi KT12 anh em nhé. Cặp này thì không còn xa lạ gì với anh em nữa rồi. Đó. Anh em có thể thấy rất là đẹp đúng không ạ? Cặp này em đang bán với giá 9.500.000 đồng anh em nhé. Đó. Bát neo chép neo anh em nhé. Đó. Và không để anh em chờ lâu nữa, bên em sẽ thử luôn tiếng mic cho anh em cùng nghe anh em nhé. Thử luôn tiếng mic cho anh em. Với cặp loa KT12 này thì sử dụng bass neo chép neo hàng Nhật. Anh em có thể thấy là các góc cạnh của nó rất là đẹp đúng không ạ? Góc cạnh của nó cực kỳ là đẹp, anh em có thể thấy. Đó. Rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp. Với cặp loa này thì anh em có thể chơi tốt những cái phòng tầm khoảng độ 30m2 anh em nhé. Và cung đẩy này thì chúng ta có thể đánh được 2 cặp. Đó. Thì với em sẽ báo giá lại cho anh em là Lux 709 giá 3.3 triệu. Em đang tính luôn D5 này giá bảo hành 1 năm anh em nhé, 3.7 triệu. Và cung đẩy 1102 là 6.2 triệu. Và cặp loa KT12 giá 9.5 triệu. Thì anh em một combo ngoài 20 triệu một chút thôi nhưng rất là chất lượng. Đó. Và em sẽ thử mic cho anh em cùng nghe anh em nhé. Đó. Quân có thể là tắt nhạc đi cho anh. Tắt nhạc đi. Đứng lên tắt. Đó, em sẽ dừng nhạc. Dừng nhạc thì nó dễ vì trong đây em sẽ chuyển mốt cho anh em cùng nghe anh em nhé. Đó, chuyển mốt. Đó. Em sẽ cài đặt cho anh em là 4 mốt. Đó. Đây là cái chế độ là eco cộng reverb anh em nhé. Đây là chế độ 1 là eco cộng reverb này. Chế độ 2 anh em chỉ cần ấn mút 2 này. Chế độ này là phần 3, 4, 5, 6, 7. Anh em có thể thấy là cái chất âm của nó rất là dày anh em nhé. Tiếp tục mút 3 nhé. Mốt này là mốt eco 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Còn mốt 4 thì sẽ là mốt nhạc, sẽ không có tiếng mic anh em nhé. Nói ra nó sẽ không có tiếng mic. Đó, anh em có thể thấy đây. Cứ nói đi anh. Đó, nó nháy nhưng mà nó sẽ không ra tiếng mic. Còn đâu bình thường anh em sẽ hát mốt 1 cho em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn đâu anh em có thể sử dụng như em nói rồi, mốt 2 là mốt revert, mốt 3 là mốt eco thì anh em có thể tùy chọn. Ví dụ như là anh em thích hát eco thì anh em ấn mốt 3. Thích hát eco cộng revert thì ấn mốt 1. Hoặc muốn hát revert thì ấn mốt 2. Và anh em có thể là muốn nghe nhạc thì anh em ấn mốt 4. Vậy là ok. Thì con này thì nó rất là đơn giản thôi. Bộ này thì cũng dễ ghép. Dễ ghép là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là anh em có thể thấy là
dễ tinh chỉnh. Ở ngoài ra anh em có thể tinh chỉnh được eco, tham eco và feedback của eco. Đó, và revert anh em có thể căn chỉnh được rất là dễ anh em nhé. Đó, chỉnh được eco và revert nó rất là dễ dàng. Và anh em nếu mà muốn bảo hành lên tới 3 năm thì anh em chỉ thêm 400.000 nữa thôi, em sẽ bảo hành cho anh em 3 năm. Đó, con này là đáng 3.7 triệu thì bảo hành cho anh em 1 năm, còn 4.1 triệu thì bảo hành 3 năm anh em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai số điện thoại bên dưới, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau. Đừng cách xa cho đi buồn đẫm lệ, rồi vì người đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đó? Về bên anh không hồn nào sóng cả, chỉ hiền hoa yên tả lặng tình anh.